Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có buổi trao đổi với chuyên gia pháp lý về một câu chuyện gây bức xúc và phẫn nộ trong nhân dân. Đó là câu chuyện gì? Câu trả lời sẽ có trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Cho rằng người tình không còn thương mình và cũng không chịu trả nợ, đối tượng dùng dao sát hại rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Số phận pháp lý của nghi phạm ném bé trai 4 tuổi xuống sông ở An Giang. Quý vị thân mến, gốm sứ luôn có sức hút của riêng nó, mà chỉ cần tìm hiểu sơ qua chút đã khiến nhiều người mê đắm. Không ồn ào, phô trương, thú chơi gốm sứ cổ như một mạch ngầm trong dòng chảy văn hóa, mà người chơi giữ vai trò kết nối sợi dây văn hóa giữa xưa và nay, giữa quá khứ và hiện tại. Thưa quý vị, tùy vào nhu cầu và điều kiện của từng người thì sẽ có những cách để rinh về món đồ gốm mà bản thân yêu thích. Đó có thể là đặt trên những hãng cao cấp, trên các trang thương mại, đấu giá, những chợ đồ cổ. Và gần đây nhất, một mô hình vô cùng mới mẻ, đó là gốm cân ký, cũng là một hình thức kinh doanh mới lạ tại thành phố Cần Thơ, được thực hiện bởi hai bạn trẻ là Phan Đức Huy và Nguyễn Văn Dự tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Với mẫu mã đa dạng, sắc sảo, tùy vào loại gốm sẽ có giá dao động từ 25 tới 120 ngàn đồng 1 kg. Dù chỉ là mới mở bán thời gian ngắn, nhưng tiệm đã thu hút được lượng lớn khách hàng tìm đến để sưu tầm và mua sử dụng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với thế giới gốm tại Cần Thơ nhé. Những chiếc chén dĩa, ấm tách, bình hoa được trang trí với các họa tiết cổ xưa lạ mắt. Đến đây khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những món đồ ưng ý rồi đem ra quầy cân ký và thanh toán. Đây là hình thức kinh doanh mới lạ tại thành phố Cần Thơ, được thực hiện bởi hai bạn trẻ Đức Huy và Văn Dự tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Với mẫu mã đa dạng, sắc sảo, tùy từng loại gốm sẽ có giá dao động từ 25.000 đến 120.000 đồng 1 kg. Dù chỉ mở bán được một thời gian ngắn, những mô hình này đã thu hút được mọi người tìm đến sưu tầm và mua sử dụng. Từ trước đến giờ em chưa thấy cái mô hình bán đồ gốm như thế này. Đây là lần đầu tiên em thấy. Có những nơi mua đồ gốm anh thấy vậy, nó ra số nó tiện hơn, dễ lựa chọn hơn nữa. Với mô hình gốm cân ký thì em thấy là đa dạng. Em thích uống cà phê thì mấy cái ly ở đây kiểu nó có dáng độc lạ với hình ảnh nó kiểu phù hợp với cái phong cách của em. Dạ, em thấy nó cũng khá là mới mẻ và độc đáo. Nó cũng giúp cho mấy bạn mà kiểu không cái giá tiền của nó không có quá cao để giúp cho mấy bạn sinh viên phù hợp với túi tiền để mua. Em thấy nó khá là hợp lý. Hai bạn Huy và Dự đã tự mình lên ý tưởng, tìm kiếm nguồn hàng và thực hiện tất cả các khâu trang trí cho tiệm gốm. Mô hình kinh doanh này thì nó cũng bắt nguồn từ một cái sự tình cờ, đó là trong một cái lần mà đi mua gốm ở trên thành phố Hồ Chí Minh và tình cờ thấy cái mô hình kinh doanh này thấy nó cũng rất là ổn, tìm hiểu đến các cái nhà gốm lớn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là có ở bên Campuchia. Và từ đó mình liên hệ với người ta rồi nhập hàng về. Thì bước đầu cũng có rất là nhiều cái khó khăn chung. Ví dụ như là không biết cách gói hàng bể mẻ, bị thấp giá, hét giá quá cao, dẫn đến cái lợi nhuận nó bị giảm sút. Cũng cái giai đoạn đầu cũng rất là khó khăn . Ở các nước ở ASEAN giờ mà sẽ nhập về kho tại Sài Gòn thì mình sẽ nhập từ kho các kho đó ở về đây là mình lọc ra, rồi mình lựa lại, mình vệ sinh các kiểu, thì rồi về mình bán cho mọi người. Dù chỉ mới 2-3 tuổi, nhưng Huy và Dự đã xây dựng thương hiệu riêng cho tiệm gốm, được xem là đứa con tinh thần của cả hai. Đồ gốm nơi đây được ưa chuộng không chỉ bởi giá thành hợp lý, mà các sản phẩm còn có giá trị sử dụng, trang trí, vừa có thể dành làm quà tặng gửi đến những người thân yêu bởi sự tinh tế trong từng sản phẩm. Vâng, nếu thời trang thể hiện cá tính của mỗi người, thì những món đồ nho nhỏ như là cái dĩa, cái chén, ly tách sẽ thể hiện một phần nào lối sống. Với nhiều người thường nghĩ chơi gốm sứ chỉ dành cho những người có tiền và chơi phải chơi những món đồ đẳng cấp, tinh xảo. Tuy nhiên, thú chơi này sẽ không nằm ở chỗ chúng ta chi bao nhiêu cho món đồ gốm sứ, mà nằm ở chỗ chúng ta đam mê đến đâu, thưa quý vị. Đồng ý với Nam Cường. Và thưa quý vị, chương trình Chuyện mỗi ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin Hôm nay có gì. Ngày 15 tháng 9, Công an tỉnh Bình Phước đã triệt phá thành công tụ điểm mua bán chất cấm tại ấp 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ một khẩu súng ngắn.
Sau một thời gian dài bí mật theo dõi, lực lượng công an đã xác định được những người trong nhà gồm Trần Thị Mỹ Linh, 31 tuổi và bạn trai là Phạm Quốc Đạt, 22 tuổi, cùng trú tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, cũng như quy luật hoạt động của hai đối tượng. Khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 9, Đại tá Lâm Văn Long đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm, phối hợp lực lượng công an bất ngờ đột kích căn nhà. Thấy bị phát hiện, Phạm Quốc Đạt đang ở trong nhà đã bỏ chạy thoát ra phía sau nhà. Khi chạy, Đạt cầm theo một khẩu súng, lực lượng công an đã nhanh chóng áp sát và khống chế được cả hai, đồng thời thu được khẩu súng, bên trong có sẵn 6 viên đạn. Tổ chức khám xét căn nhà Linh đang ở, lực lượng công an phát hiện thêm nhiều gói ni lông chứa tinh thể màu trắng và chất cấm được Linh cất giấu ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Công an thành phố Đồng Xoài đang tạm giữ Trần Thị Mỹ Linh và Phạm Quốc Đạt để phục vụ điều tra. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn, 46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, 20 năm tù về tội sát hại người khác. Theo cáo trạng, Tuấn đã có vợ con nhưng vẫn quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Mộng Kiều, 47 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An. Khoảng tháng 2 năm 2023, Tuấn nghi ngờ chị này có tình cảm với người đàn ông khác nên cả hai đã cự cãi với nhau. Chiều 24 tháng 4, Tuấn đến nhà Kiều, mang theo 3 chai thuốc diệt cỏ và một con dao. Đến nơi, Tuấn yêu cầu chị này trả số tiền 35 triệu đồng mượn của Tuấn trước đó. Kiều không trả nên cả hai xảy ra xô xát. Tuấn dùng dao mang theo tấn công trúng vùng lưng bên trái của Kiều. Kiều bỏ chạy ra phía trước nhà kêu cứu và té ngã xuống mặt đường bê tông. Còn Tuấn lấy một chai thuốc diệt cỏ có dung tích 450ml, uống hết một phần trong chai rồi điều khiển xe mô tô chạy về hướng nhà mẹ ruột ở xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Cùng thời điểm này, người dân làm ruộng gần nhà Kiều nghe tiếng kêu cứu liền đưa Kiều đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trước khi đưa vào bệnh viện. Sau 5 ngày nằm viện, Tuấn hồi phục sức khỏe và bị bắt tạm giam. Rạng sáng ngày 15 tháng 9, tại cơ sở kinh doanh quà Tây Bắc, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, xảy ra một vụ cháy lớn khiến toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên đã cử lực lượng gồm 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường. Tuy nhiên, do cửa hàng này hầu hết là vật dụng dễ cháy nên đám cháy lan ra rất nhanh, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã khống chế thành công đám cháy, không để ảnh hưởng sang các nhà dân liên kề. Theo ghi nhận tại hiện trường, tất cả hàng hóa, thiết bị trong cửa hàng đều bị thiêu rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại phần khung sắt. Mặc dù chưa có đánh giá cụ thể về thiệt hại, nhưng ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Hiện các lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy. Thưa quý vị, câu chuyện chịu sao cho nổi mà chúng tôi muốn đưa vào bàn luận ngày hôm nay là có liên quan đến người đàn ông này. Nếu mà quý vị có theo dõi chương trình Chuyện Mỗi Ngày thì chắc là đã biết câu chuyện về anh ta rồi. Vâng, đây chính là kẻ nhẫn tâm ném cháu bé 4 tuổi từ trên cầu xuống sông ở An Giang. Và nếu quý vị nào chưa biết về câu chuyện này, một câu chuyện gây bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân, thì Nam Cường xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi lại ngay sau đây. Liên quan đến vụ ném cháu bé 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông với độ cao khoảng 7 mét, sáng 12 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải, sinh năm 1983, cư trú xóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Hồng Hải khai có quan hệ tình cảm với mẹ cháu bé là TTV, sinh năm 1991, trú tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, một thời gian rồi chia tay nhau. Đến năm 2018, về lấy chồng và sinh được bé trai tên K, sinh năm 2019, nhưng về vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải. Ngày 10 tháng 9 năm 2023, Hải điện thoại mời về xuống nhà Hải ăn đám dỗ nên về đưa con đi cùng. Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 11 tháng 9, về kêu Hải chở bé K đi chơi. Khi Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên rồi ném bé xuống sông Long Xuyên. Cháu bé may mắn được ông Bùi Ngọc Thọ, sinh năm 1960, trú tại phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, cùng anh Bùi Hữu Thành, sinh năm 1984, con trai ông Thọ, đang điều khiển ghe chở lúa từ hướng xã Mỹ Khánh ra sông Hậu, kịp thời phát hiện cứu vớt cháu bé an toàn. Chuyện này có thể thấy rõ hai thái cực Nam Cường ạ. Một bên thì giả tâm giết người, còn một bên thì quyết tâm cứu người. Vâng, Trinh Trà rất cảm phục tấm lòng của ông Thọ và anh Thành. Cảm ơn hai cha con đã tái sinh cháu bé tội nghiệp. Vâng, thật cảm động hành động của hai cha con anh. Được biết là ngày 12 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã vinh danh trao bằng khen tới anh Bùi Hữu Thành, người trực tiếp cứu sống cháu bé. Công an tỉnh An Giang cũng trao bằng khen tới ông Bùi Ngọc Thọ, cha anh Thành, vì đã cùng tham gia cứu vớt cháu bé.
Cùng ngày, anh Thành và ông Thọ cũng nhận được bằng khen từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ biểu dương về hành động quả cảm. Còn đối với Hải, kẻ thủ ác kia, thì không ít người băn khoăn với những hành vi trên, thì Hải có thể chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật? Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đánh giá, hành vi của Hải thể hiện sự tàn nhẫn, mất nhân tính, trực tiếp xâm phạm tới tính mạng và sức khỏe của trẻ em. Đây là sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vì thế cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tối đa các quyền và lợi ích hợp pháp của bé K, cũng như xử lý nghiêm hành vi của Hải theo quy định của pháp luật. Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, ông Cường cho rằng, với đặc thù lòng sông rộng, sâu, nước chảy xiết ở đoạn sông nơi xảy ra sự việc, cộng với chiều cao từ thành cầu xuống mặt nước là 7m, một người trưởng thành khi rơi từ độ cao đó hoàn toàn có thể bị nguy hiểm về tính mạng. Trong khi đó, nạn nhân là một bé trai 4 tuổi, còn non nớt và chưa có khả năng tự bảo vệ. Do đó, khả năng gây nguy hiểm tới tính mạng nếu rơi từ độ cao này sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Đối với việc bé Ca thoát nạn, ông Cường cho biết đây là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài ý chí chủ quan của Hải và không phải căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm. Tuy nhiên, hành vi của Hải khi đó sẽ thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt và sẽ được xem xét trách nhiệm ở mức nhẹ hơn so với hình phạt được pháp luật quy định. Nếu bị khởi tố về tội giết người, nghi phạm có thể đối diện với tình tiết định khung giết người dưới 16 tuổi theo khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, do thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, mức án cao nhất Hải có thể đối diện nếu bị quy kết phạm pháp là 20 năm tù. Vâng thưa quý vị, hành vi của đối tượng không những xâm phạm đến tính mạng cháu bé mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật. Vâng, dù em bé đã được cứu sống nhưng dư luận đang mong đợi bản án cao nhất của pháp luật dành cho kẻ có hành vi giết người đê hèn mà ở đây còn là trẻ em nữa. Tiếp theo chương trình, hai nữ quái Dương Đông kích Tây trộm điện thoại nhân viên. Trong phần cuối chương trình, cùng khám phá Len Handmade, một công việc vừa thỏa mãn sự đam mê sáng tạo, vừa là hướng đi phát triển kinh tế và khẳng định bản thân mình. Những tình huống trộm xe chương trình vẫn liên tục đưa trong những số trước. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị hình ảnh do camera ghi lại về một vụ trộm xe ba gác. Điều đáng nói là tên trộm này liều lĩnh đến gỡ luôn hàng rào để lấy đi phương tiện cỡ lớn kia. Mời quý vị cùng theo dõi. Diễn biến vụ việc xảy ra tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo đó, rạng sáng 11 tháng 9, một người đàn ông xuất hiện trước hàng rào ngôi nhà. Người này dễ dàng gỡ luôn cả rào chắn bên ngoài, rồi vào trong để chiếc ba gác ra ngoài, rồi tẩu thoát nhanh chóng. Khổ chủ cho hay khi thức dậy thì tá hỏa vì xe ba gác bỗng biến mất và có lẽ khổ chủ trong tình huống tiếp theo cũng sẽ kinh ngạc không kém khi mà chiếc xe dựng bên trong. Thế nhưng, tên đạo chích nào đó vẫn liều lĩnh vào dắt trộm cho bằng được. Toàn bộ diễn biến được camera nhà dân ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương ghi lại trưa 10 tháng 9. Theo đó, hai đối tượng nam chạy xe máy ngang con hẻm, phát hiện nhà dân sơ hở nên quay xe vòng lại. Tên cầm lái xuống quan sát rồi vào thẳng nhà dân, dắt chiếc xe máy lít dễ dàng đem ra ngoài phá khóa rồi cùng đồng bọn biến mất. Đoạn clip tiếp theo là một màn phối hợp nhịp nhàng của hai nữ quái đã khiến nhân viên quán trở tay không kịp. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị theo dõi clip sau đây. Theo trích xuất dữ liệu camera an ninh, một quán ở Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho thấy có hai người phụ nữ đi xe Sirius vào quán mua nước mang về. Phát hiện điện thoại nhân viên để bên ngoài, hai người này dùng chiêu trò dùng đồng kích tây, một người che chắn để người còn lại lấy điện thoại cho ngay vào túi. Được biết bạn nữ nhân viên mới vừa mua điện thoại được một tháng thì giờ đã bị mất. Thưa quý vị, điểm lại các vụ trộm cắp tài sản vừa rồi có thể thấy, vì mục đích chiếm hữu tài sản của người khác, đôi khi đối tượng rất liều lĩnh theo kiểu hở thì chôn, hở thì chụp. Chính vì vậy, nếu người dân không cảnh giác sẽ bị mất tài sản trong tích tắc. Mọi tổ chức cá nhân trên địa bàn cũng cần tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình.
Quý vị thân mến, trong thế giới của các loại sợi thì len là loại có chất liệu kích cỡ sợi cũng như là màu sắc phong phú nên dễ được ứng dụng để làm ra nhiều sản phẩm đẹp mắt phục vụ nhu cầu trong cuộc sống. Sợi len rất giản dị, bình thường, nhưng mà nếu biết cách đan, móc, tạo hình thì sẽ cho ra những sản phẩm tinh tế, có độ bền và tính thẩm mỹ cao. Vâng, và thực tế đã có rất nhiều sản phẩm thủ công được làm ra từ len, như ở thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Có một người phụ nữ đã chọn len để làm nên rất nhiều những vật dụng handmade hữu ích, có giá trị. Và chính len cũng đã giúp cho chị thỏa mãn đam mê sáng tạo, tìm hướng đi phát triển kinh tế và khẳng định bản thân mình. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi khám phá về len handmade, một niềm đam mê mang lại kinh tế cho chị như thế nào nha. Những chiếc túi xinh xắn, nhiều kiểu dáng, màu sắc, kết hợp nhiều hoa văn bắt mắt. Những chiếc nón với phong dáng bắt kịp xu hướng thời trang của chị em. Những đôi giày nữ tính và ấn tượng nhất. Những chiếc lồng đèn trung thu. Tất cả là sản phẩm được chị Đoàn Thị Thành ở phường Hưng Long, thị xã Trơn Thành tạo ra từ những cuộn len. Nghề này thì mình biết từ nhỏ, nhưng mà để chuyên tâm thì khoảng 7 năm. Còn khởi nghiệp thì chỉ khoảng 1 năm thôi. Cho nên vẫn còn là rất là nhiều điều mà cần phải cố gắng hơn nữa. Bằng những cái chất liệu bằng len, rồi bằng đồ, tự tay mình làm ra một chiếc lồng đèn hơi vẻ đẹp. Mình rất muốn được học hỏi từ những cuộn len nhỏ xíu mà mình có thể thiết kế ra được những cái túi xách hoặc là những cái bông hồng, bông hoa thật là để cho nó làm cho thật khá đẹp. Sản phẩm làm ra chủ yếu được chị Thành tiêu thụ online trên các trang mạng, các hội nhóm handmade, nhóm lồng đèn trung thu. Ngoài ra chị còn cung cấp sỉ cho các mối bạn hàng quen biết nhiều năm. Tuy nhiên các mặt hàng thủ công truyền thống hiện cũng đang chịu sự cạnh tranh rất lớn từ những mặt hàng được sản xuất công nghiệp trên thị trường bởi giá thành của sản phẩm. Vì vậy, để duy trì được nghề cũng rất cần sự định hướng và hỗ trợ của các hội đoàn thể. Chương trình để hỗ trợ thì ở các hội đều có, chứ không riêng ở các phường thì cũng đã có hỗ trợ về vốn vay hoặc không lãi và một số cái hỗ trợ riêng. Nói chung là ở đây là hầu như là tạo điều kiện để cho các chị tham gia hoạt động và truyền thông hỗ trợ bằng cách truyền thông nữa để cho nhiều người ta biết đến cái mặt hàng của chị. Sau hơn một năm xây dựng và phát triển, chị Thành đã khẳng định được nghề bằng dự án phát triển các sản phẩm đan móc từ len sợi của mình. Hiện chị là người duy nhất của tỉnh Bình Phước vào đến chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa cấp vùng miền Nam năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Độc đáo và lạ mắt, vẻ đẹp của len handmade là ở sự khéo tay của người làm. Vì vậy, người thợ là yếu tố then chốt quyết định vẻ đẹp của mỗi sản phẩm do mình làm ra. Đúng như vậy, người thợ phải liên tục học hỏi, sáng tạo để tạo ra hồn cốt cho sản phẩm thông qua mẫu mã, kích thước, họa tiết, màu sắc, xu hướng của khách hàng. Những sản phẩm len đều ẩn chứa sự tận tâm của người tặng dành cho người nhận. Chúc cho niềm đam mê này của chị Thành tiếp tục phát triển, đạt đến những tầm cao hơn trong tương lai. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho Chuyện Mỗi Ngày cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào lúc 6 giờ 30 phút và phát lại vào lúc 16 giờ trên kênh PPTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên PPTV2 lúc 7 giờ 30 phút và phát lại vào lúc 18 giờ trên đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.